Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Thầy Suýt Cuộc Sống Nông Thôn Thị Sĩ. Thì mọi người ơi, hôm nay thì mọi người cùng thu hoạch đầu tiên của cái khu vườn này của Thầy nha. Thì hôm nay Thầy sẽ thu hoạch mồng tơi, mà mồng tơi tây nha mọi người, chứ không phải mồng tơi tơi mình nha. Đây là cải mà Thầy trồng có vẻ như nó không có tốt mọi người, năm đầu tiên Thầy trồng á. Nói chung cũng thử nhiều lần rồi nhưng mà nó không có ổn, mà nó có mấy cái con rầy đen đen nó phá của Thầy nè. Đây là mồng tơi. Ôi, có con ốc sườn, có mấy con nè, nè. Nó đun nè, nó làm có không? Rất bỏ, rất bỏ. Đây là mồng tơi tây nha mọi người. Là một cái lá mồng tơi này thì Thi che xuống mà nó cũng dễ trồng mọi người. Cái lá nó mỏng hơn mồng tơi của mình ha. Đây nè. Đó, mọi người thấy không? Lấy cái rổ cho Mỹ bỏ vô. Mồng tơi á, peanut á. Bây giờ nó lên là Thi hái cho nó rộng chỗ nha. Đó, mọi người thấy đẻ dễ sợ không? Bưng cái rổ cho đây, đâu rồi? Đâu rồi con nhá, nó dụ đẻ quá. Để mình gieo cái khác mọi người. Tại năm nay không có, thời tiết nó rất là xấu luôn, nó không có đẹp như hồi mấy con năm. Con lấy được không? Được, con lựa, con không có lấy. Lựa hết đi, mồng tơi, hồi mấy mồng tơi lấy hết đi con. Mồng lấy gì ra thôi. Đó, giật lên thôi, rất lên thôi rồi vũ hết cái gì? Đúng rồi, vũ đây là đất ra. Chơ đất mắc tiền mà bà mẹ rinh đau lưng mẹ luôn á, đúng tội mẹ đúng không? Rinh ra đi nè. Đã đi, đây. Bóc hết đi con. Bóc lên cái nào bự bóc nha. Sợ cái gì? Là vườn mà sợ trận. Sợ rau nó không lớn thôi chứ sợ cái gì. Cái này cái bự. Bự à? Để được coi. Cho con bóc luôn cái cọng hành của mẹ vậy. Có không? Cẩn thận cái hành nha. Nè, cái này nhỏ con để lại chứ. Mình được cái con bơ lớn con bóc thôi. Xay ra cái gì? Hả? Xay ra cái gì? Ốc sơn nó nằm tùm lum nè. Trời ơi. Thôi đi con kìa. Được rồi, cũng làm bậy trong cái video. Hái đi con, hái tiếp đi con. Hái cho nó rộng mày trồng thêm cái khác. Cái này cũng lớn ra không? Lấy hết đi, lấy đi, cần cái hành để lại, cái hành tây nè. Đây là cái hành, sweeper là để lại nha. Mấy cái này là rau giáp cừu nè, rau giáp cừu nè. Đây nè. Trời ơi. Đó, mồng tơi ở bên đây. Ồ, còn hơn mấy cái là mồng tơi của mình thì bây giờ bắt đầu nó mới lên nha mọi người. Đây nè, mấy mồng tơi của mình nè, thấy không? Con hái đi, mẹ ấy cái này cây là cho nó lớn lên. Chỉnh cái cây này lại. Năm nay là Thi không có có su su nè. Khổ que Thi gieo quá trời nó lên nhưng mà mình để trong trong nhà nó không có ánh nắng. Cho nên đem ra ngoài trời á mọi người là bắt đầu nó xà lách, có xà lách luôn nè. Đem ra ngoài trời cái nó không có không, xà lách mình còn nhiều lắm không có hái. Hái mồng tơi để hôm nay nấu ăn thôi. Mà không để đó đi. Chưa có đủ bự đâu. Bự mà chưa có nhiều phải không? Trời ơi, nó đẻ dễ sợ mọi người ơi. Coi nè. Hái để mẹ trồng thêm cái khác chưa? Trồng mà. Đây có cái chùm xà lách ở đây. Wow. Cái này là biết ý là bả lớn nè, bả trồng ổn nè, cho nên năm sau mình trồng. Nhiều salad ở một cái. Không sao đâu, để nó cho nó lớn nè. Hay là hái luôn không? Nó còn nhỏ, mình còn salad rất là nhiều. Ở đây thì Thi trồng chăm vô dưới hành nè. Dưới hành nè mọi người. Cho nên nó là hái để cái trống chỗ cho nó. Mình cái này là bắt đầu Thi trồng tầng ô. Đây. Trời đẻ quá con, nè nè, cắt cái này vô. Nhiều dữ vậy đó hả? Nhiều, ngon dữ vậy. Này mà thời tiết mà nó đẹp á, lẽ họ là mấy bẻ lên rất là đẻ luôn. Ngon quá. Thôi mình bồng tơi này mình hái hết luôn để mình trồng cái mới hả? Xà lách cũng hái luôn đi nè. Rồi cái bụi xà lách này đẻ lắm rồi coi nè. Thì Thi hái luôn nha. Hái luôn để trồng cái mới xuống. Con đứng chán ông bà của chú rồi. Hái cái kia con, Aro, chỗ đây nè. Thấy không, cái cây đó. Đó, hái đi. Wow. Một, ôi trời trời trời. Một rổ luôn nha mọi người, coi nè. Để dưới sơn. Đây. Rồi, quay bên cái kia nè. Rồi quay hái cái mớ đầu bên đây nè. Cái này xà lách. Xà lách bỏ chung luôn, tí mình vừa lửa đây để đâu có xe đâu. Trời ơi, hái, lấy thêm rổ. Lấy thêm rổ để hái bên đây nữa. Bên đây nữa. Rổ đâu? Hái thêm rổ.
bên kia, hái bên kia nè. Lấy ra đây tôi không? Hái cái bự, đúng rồi, hái cái đó đi, hái cái đó. Dục một cái lớn lên còn cái nhỏ để lại. Đúng rồi, vũ cái đất ra. Cái đất mình trồng cho cái khác nữa. Có không? Đâu đưa coi. Vào đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đó, bự á, gỡ bự. Trời ơi, đẻ dễ sợ không? Đây. Đây. Nè, gỡ mấy cọng sên. Đúng rồi, gỡ cái bự thôi nha. Mình ăn cái này, mình ăn tới đây, mình gửi tới đó, không hái nhiều. Tại hái nhiều mình không để ăn hết đó. Rồi, đẻ quá. Vô trong kia. Đây. Đây là mấy cái rau diếp cừu nhà nha mọi người. Thì hôm nay thì mẹ con Thi sẽ hái hết luôn nha. Tại cái này để lâu thì ốc sên nó sẽ ăn đây nè. Đây. Cái này nhỏ dữ gì? Trời sao nó nhỏ dữ vậy trời, hỏi bà cô chú sao nó nhỏ thì cái này nó nhỏ chứ sao. Hái vô trộn rau ăn nè. Nè con bắt lên cho mẹ đi. Cái này không cần mang găng tay đâu con. Aaron. Không cần mang găng tay. Bắt lên đi. Tại găng tay nó sẽ hư á. Lấy ra. Lấy ra đi. Bắt lên chứ sao đâu. Đúng rồi, rút ra. Đúng rồi đó, bỏ vô trong cái rổ đó luôn. Cái đó là nó phải nhỏ thôi. Hàm hai tay chứ làm một tay mà ai mà năng suất đâu mà để người ta trả lương trời. Bỏ cái khăn tay kia xuống làm hai tay. Ê, mấy cái nhỏ để lại, làm lấy mấy cái bự thôi. Đây nè. Trời ơi bà cũng cưng lắm nha mọi người, nó lên chùm rất là nhiều mà cái này còn nhỏ. Cái nè. Này không? Cái bự không, cái đó không phải, cái này là dạng như rau bù đề á. Đây nè, có đây con cái bự nè, thấy không? Đó, cái bự lấy đi. Trời ơi, nhét xuống lại, cái nhỏ này nhét lại coi. Cái này nữa không? Hả? Trong kia không, cái đó. Ở lại, trong kia có cái bự được rồi, ăn đâu có hết. Mấy cái đó cái là... Cái nãy vô. Không, đây nè, đây, ở trong kia có cái đỏ thấy không? Cái này. Đúng rồi. Đức chẳng cẩn thận nó dính qua cái cây bên kia là nó sẽ hả? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Em mày để cái máy vô đi. Làm như đó. Đúng rồi đó. Em khoe cho ông bà cô chú cái hành nè. Đây. Hành nè mọi người thấy đẻ dễ sợ không? Nhưng mà tại vì cũng năm đầu thi trồng không có kinh nghiệm á nè. Đó bây giờ nó wow, nó mà nó cũng nhỏ nó chưa có bự nữa mọi người. Đây nè. Đó, còn bên đây là mấy cái bông cải. Rất là đẻ luôn nha. Đây coi. Hả? Đâu không còn nữa. Cái này. Năm nay là Thi không có. Wow, nó bự dữ vậy con. Rượu vũ cái đất ra, đất mình mua tốn tiền mà rinh nặng lắm á. Rồi, bỏ vô đi. Được không? Đẻ dữ vậy. Còn cái bự đây nữa nè, đúng không? Có cái đây không? Đây nè, cái đây bự nè, con hái luôn đi. Không. Con để xuống đất đó, để xuống đây nè. Bước qua hái đi, hái bự nó luôn. Năm nay sư bỏ mấy chậu bông này nhìn cưng hả mọi người hả? Đây là mới nha, mới cho nên là bữa giờ nằm mưa hoài, nó không đủ nắng cho nên nó chưa có đủ lớn á. Còn mấy cái đây là su hào mà ốc sơn nó ăn quá cho nên nó cũng không có lớn nhiều nha mọi người. Đây nè. Hiện tại thì đang trưa nắng cho nên lá nó bị héo. Đây nè mọi người, thì bên đây là Thi có mua một ít mấy cái rau răm thì bây giờ nó cũng lớn rồi nha. Năm nay ở trước thì Thi không có trồng cà chua nữa ha, tại nó chán bóng quá lại nó chiếm chỗ mọi người. Xà lách nè, nó ốc sên nó khoái quá trời mà nói chung bây giờ nó cũng đang lên rất là cưng luôn nha. Đó. Không, nhỏ xíu mà hái gì. Su su của Thi nè. Bây giờ bắt đầu nó mới lớn chứ bữa giờ là mưa mọi người, không có đủ ánh nắng cho nó. Còn bên đây là Thi trồng đậu quy và bữa Thi cho nó quen qua hả. Đây là mấy cái cây củ que lì mướp mà Thi gieo mà có bị như nó không có sống nha mọi người, muốn ngủm luôn rồi. Rồi bây giờ hãy qua hái mớ bông tơ bên kia nữa. Ở đâu chứ vô cái gì, làm như miệng nó là người thị sĩ gì đó. Đây bên đây con nè. Nè cẩn thận, cái này là không phải nha, cái này là không phải nha, cái này là loại khác. Đây nè, cái loại đây nè, hái hết cho mẹ đi. Cái nhỏ. Đúng rồi, cái nhỏ, cái bự đừng hái. Trời ơi mọi người, cái đây nè. Bà tốt dễ sợ mà. Bà khóe trời tốt luôn đó. Cái nhỏ thôi, đúng rồi. Cái này. Đúng rồi đó.
Bên đây thì Thi cũng trồng xen kẽ một ít mồng tơi luôn. Ở đây người ta gọi spinach thì Thi chuyển cái mồng tơi vậy chứ chẳng biết là dịch ra cái gì nữa. Trồng hết để Thi lấy chỗ thì trồng cái khác. Ủa cái này là cái gì vậy? Phải không? Chiếm chỗ. Nhìn tính đây là bẻ cũng cưng đó, bẻ cũng dễ trồng đó. Con xe ra cái điện thoại cứ đứng chán không bà cô chú. Có được. Đúng rồi, mình xếp cho nó đẹp lên mình để nhiều đúng không ha. Có kinh nghiệm ra đấy, năm nay tăng lương cho ngang. Tăng lương là nhiều tiền đó, lôn đó. Làm phải tiến bộ gì người ta mới tăng lương. Chứ làm ai mà tăng lương đúng không? Tăng lương lỗ người ta sao? Lỗ người ta khóc ta kể sao? Đó, sạch rồi đó. Cái này thì để bà Mỹ trồng cái khác vô nữa. Đây là cái dạng như cái loại đậu que đen năm ngoái thì trồng ở hút sâu mọi người. Thì năm nay thì cho nó ở trước nha. Cái hút sâu năm nay thì trồng cà chua. Nói chung là cũng có nhiều thứ để Thi trồng lắm mọi người, nhưng mà chưa có thời gian á. Còn cái khúc bên đây là đậu Hà Lan hả, thì mới làm vàng. Bên kia cũng có mớ đậu Hà Lan mà chưa có rảnh làm cái vàng cho nó đó. Coi. Hả? Trời ơi nó đẻ dữ vậy nè. Đây nè mọi người thấy mớ hoa hồng của Thi đẻ không? Thi mới cắt thêm mấy nụ rồi nha. Mẹ cưng lắm. Ai con cắt cái này cho mẹ con. Cái kéo, lấy cái kéo cắt cái này cho mẹ. Cái này tỏi tây nè. Nó lên dễ sợ. Cái kéo trong đây nè, trong cái rổ mẹ nè. Màu đỏ, thấy không? Đó, cắt cái này đi, cái này nó ngã rồi nè. Bà lớn nè mọi người. Đây nè. Ào con giỏi, giữ vậy rồi bỏ vô đó đi. Bỏ vô đi, trời giỏi quá. Mà được không? Mới đầu mùa mà, tầm một tháng đó là thu hoạch đuối luôn nè. Hả? Bên này con cũng để đẹp vô nữa. Đúng rồi, để đẹp vô đi. Bây giờ mình hái rồi, tí mình hãy để đẹp được không? Chứ bây giờ đợi con để đẹp cái video mấy tiếng xong bà cô chú coi sao hết. Người ta còn đi làm kiếm tiền, kiếm ăn nữa chứ. Bây giờ có hái nó không? Mày hái. Ở bên đây là mấy cái bông cải hồi bữa trước thi xin của cô đó mọi người. Nó nhỏ xíu xíu vào coi nè. Đó. Nói chung nó lên bao nhiêu là ốc sên nó đẳng hết nha. Hôm nay thi trồng mấy cái cây cải cải màu ha, người ta gọi là cải gì đây. Đây nè, còn ở bên đây là không phải. Cái này không phải đâu con, cái này là dạng như cũng củ dền mà cái loại dài á. Đúng không? Đây, đây là mớ đậu Hà Lan, thì chưa làm vàng để nó bò nha mọi người. Đây nè, có mấy cái cây bông cải mình đi trồng ở đây nè. Mẹ con ốc sên, trời ơi nó phá. Cái này là thầy phải bấn thì trồng chỗ khác rồi. Thầy bấn thì trồng trong kia để mẹ bấn mày đem vô cái kia trồng. Để đây cho để làm vàng cho đậu lên. Còn ở trong đây nè, phải cắt mấy cái kia cho nó lên, nó chiếm chỗ mình rồi. Ốc sên nè, ốc sên nó phá hết mấy cái lá luôn á. Bữa mớ lá này nó tốt gì đâu luôn á. Mẹ hỏi nó phá gì mà nó phá. Thì dám sợ nó. Thời tiết mà nó mát mát á mọi người là nó phá ghê lắm. Nó phá thì nói thì nể nó luôn mà. Thì bái nó là sư phụ luôn đó. Nó tới mùa hè là dị ứng. Tán cái xuyên. Mấy hàng xóm nha thưa, nhưng mà nhảy mũi là người ta chím mũi, chím nhảy là bưng vô con bưng. Trời nó nhiều dữ vậy. Đây cái mớ rau diếp cừu nè, để mày hái luôn nè. Này, đó, bà lên cưng dễ sợ không? Hái vô trộn với rau ăn. Đó, bà lên đó. Còn mấy cái đây là hình như là mồng tơi nha mọi người. Giờ bắt đầu nó mới lên đó. Mồng tơi của mình á, thì gieo bây giờ bắt đầu hình như là bây giờ nó mới lên thì chưa có nhận dạng được. Có không? Con lấy ra đi, con sợ không? Con có sợ con ốc sên không? Không. Lấy ra đi con, đừng có giết nó, bỏ đâu kia. Lấy ra chưa? Rồi cuối cùng con lấy ra được chưa? Yeah. Giỏi dữ vậy. Sao con giỏi dữ vậy? Hái hết mấy cái đây luôn để nó rộng. Nhìn nó cải nè, để bà lên thấy cái bông thì mình nhớ quê nhà thôi chứ ăn gì nữa. Chưa có ra cái lá nào hết trơn á mẹ hả, để tàn úa rồi.
Năm nay ở đây năm trước thì Thi có gieo trồng bầu mà năm nay không trồng nữa mọi người, nó chiếm chỗ quá. Thì Thi hái bớt cái lá vô đây là trộn xà lách ăn. Vô hô bé đen lớn mọi người. Hái cái thôi. Nè. Hái cái thôi nha. Thi trồng mà hoa hướng dương mọi người, Thi ghiền lắm mà trồng bao nhiêu là nó quất hết. Nó quất sạch luôn rồi cho nên nó mệt mỏi với nó. Đừng có nhận chứ con. Nhận nó hư sao? Nè, trộn lại đi. Rồi đi ra bên kia bán kiếm tiền chứ đúng không? Nông dân đang xếp rau. Nông dân thích làm vườn lắm. Nói mẹ năm nay trồng cho thiệt nhiều để thu hoạch cho đẻ tay nè. Ơ đừng có nhẫn, rau đó nhẫn nó hư sao? Để ra hai rổ đi. Để ra thành hai rổ đi chứ nhẫn rổ chi vậy? Chè ông bà của chú nè. Mấy tay chè ông bà của chú nè. Wow, đẻ à. Hôm nay muốn ăn spinach với bè được không? Được, hôm nay trồng spinach à. Uống cái này lên. Wow. Đây là thành quả của mẹ con Thi nha mọi người. Thu hoạch đầu mùa chỉ bao nhiêu đó thôi. Đẻ dễ sợ luôn. Trời ơi, hái cái này bỏ vô. Cẩn thận cho cái mớ này mình cũng chăm sóc. Bỏ vô đây. Rồi. Chào bài của chú nè. Cái video nó cũng dài rồi, mẹ con Thi xin tạm dừng tại đây nha. Thi chúc mọi người nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mọi người làm ơn cho Thi một like, một share cũng như thể nhớ cái comment ha. Tại YouTube họ sẽ đề xuất những cái video nào mà có nhiều lượt like cho nên mọi người giúp Thi nha, để cho mẹ con Thi có nhiều động lực ra nhiều cái video hơn nữa. Thi xin chào tạm biệt và hẹn gặp. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Chào bà của chú đi.